Bác nào cần dao? Cứ alo cho tao. 0947 640 046. Nhìn này có thui thì nó ăn cửa nó cho. Ý sợ ơi, thui kìa. Đốt đốt cá lên để lấy thịt để nấu canh mình ạ. Rơm không cháy rồi. Rơm không chả cháy nè. Rồi. Lấy nước. Hết rồi. Ôi giời ạ. Mày làm gì đấy? Tao bảo mày đốt cá. Tao bảo mày đốt cá thì kiếm thì chui sao lại cho ra kia xong cho tao đấy. Ở đây nó tiện rơm. Rồi thôi đi. Đi đi hái rau ngót đi. Không làm được cái gì. Đốt đốt mày định đốt đống rơm của tao à? Trước nó đã đốt đốt hẳn một cái đống to dù tao rồi. Chỉnh cho cái là khóa. Đốt này đây. Thế này có phải kia không? Cách nó ra nhỉ? Ngu. Mọi người biết làm rau ngót để ăn gì không? Thì anh em mình làm quả canh rau ngót nha, để ăn cơm nha mọi người nha. Ngọt lắm, ngọt lưu luôn. Nói chung là sẽ rất là ngon đấy, món này sẽ rất là ngon đấy mọi người nhé. Lâu lắm rồi mình không ăn cũng thèm phết. Bây giờ phải cạo sạch đi xong bóc thịt nó ra. Giả dụ như con này này, nó mà to to được như con này ấy, thì đẹp này. Còn mấy con kia nó bé quá, sự không biết bóc kiểu gì. Đấy, bóc thịt nó ra lấy nguyên thịt thôi. Đáng nhẽ phần xương với kia phải xay nó ra ấy, nhưng mà thôi anh em mình lấy thịt thôi. Ê, thơm ngon tuyệt vời. Cá rô đồng đốt thì ngon lắm. Không biết cá rô đồng giếng nó có ngon không. Con này
Con này chưa đặt tên mọi người, không biết nên đặt tên nó là gì. Con này là khỉ sói. Hả? Khỉ sói. Em này thì rất ngoan, không như em lợn ngày trước là ăn là cứ ỉa tùm lum ra đâu. Em này cứ chạy theo người này. Nó cứ chạy theo thôi. Đó. Mày bây giờ mày ra mày tắm cho nó đi. Tắm á? À thôi, để tí nữa. Tí nữa nắng lên mày tắm. Này. Con này nó. Nó ăn rất là kinh. Em này chỉ chuyên thích uống sữa này với lại ăn không ăn cám viên lung tung rau củ quả nó kén ăn lắm đó. Ăn cơm chán sữa này. Cái này là nó bị còi này, đại nó ngày to lắm, to gấp ba lần nó cơ, nhưng nó bị còi à. Mẹ của Monica nuôi lôi vào để cho nó uống sữa ấy. Thế là vừa đầu hiện tượng này nó gầy nhom mà xong rồi mẹ Monica nuôi là mãi rồi mới béo này. Thôi bỏ đi ra đây, lấy củi khô đi cái đó. Nhưng mà nó cứ chạy theo phía này. Đây đó. Đến đồ rồi nhá. Rồi, ok. Đây sẽ là bát canh huyền thoại của anh em mình nhé. Một trưa mình hay ăn canh này lắm. Trời, rau ngót mày vò chưa kỹ này. Đấy là được rồi, em nấu ở nhà em chả bỏ. Toàn bộ số gọi là cá của anh em mình đây nhá mọi người nhá. Được cái này anh nhỉ? Nhất là cái trứng này này. Thế em cắt côn chứ gì? Lấy nước. Sắp xong rồi. Cái gì là nước ấy? Cơm nước đầy đủ. Làm một bát siêu ngon khổng lồ luôn. Này anh ơi, thế em đi vào em cắm cơm. Nó ngấm gia vị của gạo cá đó mọi người. Đấy, chỉ những cá rô đông thì nó thì thôi rồi. Lâu lắm rồi mình mới ăn cái món này đấy. Đơn giản nhưng mà nó lại rất là ngon nhé. Trên cả tuyệt vời. Thôi. Ok. Đấy, đây. Mọi người xem bát canh của anh em mình nhá. Lâu lắm rồi không được ăn canh rau ngót à. Lâu lắm rồi đấy. Hôm nay nhà mình đi vắng hết nên là anh em mình quyết định là ăn cơm nguội. Trứng này, trứng này mọi người. Ôi. Ôi. Trời ơi. Đấy, lên trên này ăn cho mát. Nào. Thôi em xin bắt cơm. Lười nấu cơm còn mỗi tí cơm nguội thế mà lúc nãy để em đi bắt cơm. Ơi trời ơi, để em đi vắt cơm. Đấy, làm ít ăn ít thôi. Chán nước canh vào. Ngọt lắm mọi người ạ. Ngọt lắm. Nói chung là suýt vì mấy con cá rô này mà mình lại mất một đống rơm. Thằng này không để ý một tí là nó gọi là ăn thì ít mà phá thì nhiều. Dập tốt. Có đốt xem mày dập tốt không? Này chỉ độ tầm 30 giây nữa rau mà không về kịp thì thôi xong luôn. Tại anh không làm rơm gọn lại á. Tao đang hái rau ngót. Mình đang hái rau ngót thì nhìn thấy bốc khói. Thôi tôi cho nó đi hái luôn. Ăn cơm cá nè. Hái bắt kẹp với rau nha. Mời tất cả mọi người nha. Ngọt lắm. Ăn cơm của em mình. Quên mời mọi người nhá. Ngọt lắm. Ngọt thôi. Lâu lắm rồi mình mới có cơ hội ăn lại cái món này. Tuyệt vời. Ngọt lắm rồi ạ. May có một con có trứng, con đấy nó còn béo béo. Mình biết tại sao cá rô đồng ở dưới giếng nhà mình nhiều rồi. Nó có một cái nắp ở trên giếng ấy, sáng nay mở ra cái thấy đầy dế với rán ấy, kiểu nó bấu ở đấy. Nó mà rơi xuống là cá rô có thịt luôn. Xong nó bể. Nhưng mà đáng lẽ ra ấy càng ngày nó càng nhiều đúng không? Nó để ra đúng không? Nhưng mà tại sao giếng nó cũng chỉ có một số con gọi là không có nhiều hẳn đâu. Nó chỉ gọi là cho anh em mình bắt ở chắc độ tầm 2-3 rất tân tần ở dưới giếng chắc độ tầm được 20-30 con thôi. Mà nó cứ mãi thế thôi. Đáng lẽ ra qua năm này năm khác nó phải để nhiều chứ nhỉ? Nó để nhiều trong con gà lại chết. Chết kịp đấy.
ngọt lắm mọi người, nấu canh rau ngót với cá ngọt tuyệt vời luôn. Nhưng mà cơm nguội như sống trống ấy. Phải không? Không có. Ừ. Mày vò rau ngót tuyệt kỹ nhỉ. Nghe mình chẳng vò ấy. Không có hả? Không. Không biết thưởng thức. Làm thì ít, ăn thì nhiều, phá thì lắm. Hết đúng rồi. Ngày trước mình lấy một đồng dơm với ma lệ rồi. Lỡ tay. Lỡ tay. Sao người khói ra người ta tưởng cháy nhà. Cả xóm chạy đang xem không dập được. Nhưng mà nó cháy hết mặt ngoài ở trong, nó cháy âm ỉ đến 3 ngày mới xong. Rau ngót rồi. Rau cơm vào nè. Rau mùng tơi nè. Rau mùng tơi thì mình không thích ăn. Em thích ăn lắm. Em thích ăn cả rau đay nữa. Rau đay là nhớt. Rau đay nấu nấu canh cua mọi người ạ. Canh cua đồng ấy, tuyệt vời luôn. Con rau ngót là hợp nhất cả rau đồng này. Cả rau đồng này. À, ở dưới Hải Dương có vẻ là ở Hải Dương có cái món canh cá rô đồng với lại rau muống luôn. Ta được thưởng thức một lần rồi. Nhưng mà do đầu bếp mà bạn mình ở Hải Dương nấu gọi là chản chùa. Lại còn là bóc thịt ra bên kia này, ui, ăn như kiểu đấy. Không ngon bằng cái canh rau đồng, à rô đồng rau ngót mọi người. Ngọt nhỉ. Quá ngon. Nước thịt cá nó ra hết rau, ăn rau chứ ngon. Nó ngọt. Một bữa mát. Đơn giản, ngon. Hôm nay mới hết nắng ấy, cứ không. Nếu mà nắng như hôm qua hôm kia ngồi trên mái tôn này á, khô luôn, chết tòi. Chắc là hết nắng rồi. Hôm nay mát. Lâu lắm mới được bát canh ngon mọi người ạ. Nhưng mà hết mất cơm nên ăn cơm nguội. Tớ bảo mới bắt cơm nhưng không bắt. Em bảo em đi bắt cơm, em bảo là ăn thấy đủ rồi. Ăn thấy đủ rồi. Tao là ăn thấy nó bảo là đủ ăn, tao ăn đủ thôi. Tao có tính mày đâu. Thôi, nói chung clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment phía dưới bình luận và một đăng ký kênh bên chung bên cạnh nha. Chào tất cả mọi người. Bye bye.